Nay nhà trường tổ chức một cái chương trình thì mình thấy rất là ý nghĩa. Thì những cái điều này nó gắn kết, nó tạo sự gắn kết giữa bố mẹ và con. Chương trình đã tham gia cùng con. Cái lúc bữa chiều mà ba sắp gặp được tụi con rồi, ba cũng chơi cái trò đu dây qua nước giống tụi con á.